Cuối cùng thì VBA cũng đã đến với thủ đô Hà Nội và ngày hôm nay thì Châu Thủ Đô sẽ chơi trận đầu tiên trên sân nhà của mình và đối thủ của họ là một đội bóng phải nói là rất kỵ giờ, Nha Trang Dolphins. Sẽ là một cặp đấu rất thú vị giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ. Và như vậy trận đấu giữa Buffalo và Dolphins đã bắt đầu rồi. Bóng trong tay của các cầu thủ chủ nhà David Peterson. Đôn Thâm ở cổ chai, Đôn Thâm cột vào trước môn điều và có điểm đầu tiên của trận đấu thuộc về Dolphins. Huỳnh Vĩnh Quang với một cú ném tập trung và cũng có hai điểm được ghi cho Huỳnh Vĩnh Quang. Tiếp tục ném ba và ba điểm nữa được tính cho FV Solo. Phút thì kèm với tiếng thương chưa thâm vận chuyển bóng rất tốt. FV Solo đang hot lên và ba điểm nữa, ba cú ba liên tiếp, vạch trúng vạch trúng vạch từ FV Solo. Jenkins không thể đột phá bên trong, rất khó. Và cuối cùng chuyển bóng trên biên giới với Châu Thủ Đô qua những tên trang đội viên tiến công, tiến công. Pass break cho đội Buffalo. Hassan Thomas và bốn điểm đầu tiên của Buffalo đều được ghi do cầu của Hassan. Chưa phải là sút tinh vào, lỗi của Jenkins. Pha xoay trở rất đẹp từ Hassan Thomas. Nha Trang Dolphins 13, Hassan Thomas 6. Chưa có thêm hai điểm cho Nha Trang Dolphins. Ngay sau đó là tình huống xử lý quen thuộc dưới rổ của Đôn Thâm. Hassan có mismatch với Thái Quang. Đó là tình huống thả alley-oop. Không có alley-oop nhưng vẫn là điểm. Điểm đầu tiên trong trận này cho Môn Châu. Nguyễn Tiến Dương, Phương Dương, N1 cho rút Phương Dương. Peterson vượt qua được Vĩnh Quang. Peterson, floater quá mượt mà. Nhưng Dolphins đương nhiên không phải là một tay mơ. Vĩnh Quang, và đó là pha đá phạt thành công thứ tư của Dolphins. Liên tục là những cú chắc sớm từ cả hai đội bóng. Và bên phía Dolphins thì họ lại có thêm một pha đá phạt thành công. Nhưng vừa rồi là pha inbound không tốt chút nào. Và đây là Sơn Minh Tâm. Huỳnh Vĩnh Quang, ba điểm tiếp theo cho Vĩnh Quang. Bang bang bang. Jimmy Nguyễn, Jimmy cũng ném xa và có điểm cho Jimmy. Đón Thâm đột vào rất hay. Đón Thâm tự mình có đi vào và tự có thêm hai điểm nữa cho chính anh. Jimmy Nguyễn lại ném bả. Và Jimmy Nguyễn là cầu thủ có độ tin tay tốt nhất của đội bóng. FV Solo, vẫn là FV Solo. Một kiến tạo cho Hassan Thomas của Michael Jenkins. FV Solo ném không trượt. Và đó là N1 cho Michael Jenkins. Peterson và Thanh Tâm quay người lấy hai điểm và có hai điểm cho Peterson. Vẫn là các cầu thủ Nha Trang Dolphins quá mạnh mẽ, sức mạnh để chấn cơn trồi của Đôn Thâm và N1. Hassan Thomas rất khó khăn cho Thomas và quyết định ném khó của Thomas nhưng đã được đền đáp rồi. Vẫn là Đôn Thâm, khoảng trống cho FV Solo. Bẹp bẹp bẹp. Thử cảm thấy rất mệt mỏi. Đã có TV thành công cho Ruth Mujong sau phá dứt điểm của Hassan Thomas. Dương Đại Bàng, Đại Bàng đã bay cao. Dominic Thâm đột phá vào trong. Dominic Thâm quá mạnh và có điểm cho Thâm. Mujong phải tránh. Nguyễn Hoàng Phúc và có hai điểm cho Hoàng Phúc. Một tình huống fast break với tình pha lên dựng rất khó để Hà Nội Buffalo có được sự thoải mái. Và cú ra tay của Vĩnh Quang. Vĩnh Quang và Emerson Lowe cứ ném thế này. Tiến công cố gắng gỡ gạc và cũng có 3 điểm với cú ném sập rổ của Đinh Tiến Công. Bóng được đưa ra tới vị trí của Huỳnh Vĩnh Quang và mắc rổ tuyệt vời. Quay Hassan Thomas một cú ném xa, tiếp tục là Nathan Bất Nhân. Buffalo thành công trong hai quả ném ba liên tiếp. Quang David Peterson và chase down block tuyệt vời của Emusolo. Nhưng sau đó Đinh Toàn Quốc là người đã ghi điểm. Khoảng trống dành cho Hassan, cách ngay xung góc 45 độ và đó là 3 điểm từ Hassan Thomas. Hassan Thomas lại ném ba và tiếp tục thành công. Ông nhưng vẫn có Sekuchan. Tiếp tục là Jenkins. Peterson không đây, quá đơn giản. Pass rất tuyệt vời. Vinh Quang chuyển bóng cho Thanh Tâm. Evan Solo.
Nhưng vẫn có rebound. Đây là Peterson wide open và 3 điểm từ David Peterson. Bình Hoàng quay. Bình Hoàng đang chơi tuyệt vời. Định lắc sang trái, side step và ném trung bình. Cú ném rất tốt của David Peterson. Bài chạy hay, Hassan ném ba. Rất cố gắng Dominic Thâm. Cuối cùng thì Đồng Thầm cũng là người đứng lên để cản bước. Vẫn là Caleb. Caleb lên thổ cho thành công, nhưng đó là cú bút vách đăng của Munoz. Bảo mang về cho vẹn 2 điểm cho Nha Trang Dolphins. Epezolo, pha đột phá của Epezolo có điểm với pha thả rổ chính xác. Hà Nội Buffalo vỡ hòa là đây. Một pha alley-oop và đó là cú cổ của Munoz. Hai game rồi. Tô Ngọc Khánh, đây là Munoz. Vẫn Hoàng Phúc, cú ném ba của Hoàng Phúc và đã có cú ném ba thành công. Tiếp tục tấn công, Peterson lắc sang trái và có hai điểm cho Peterson. Michael Jenkins góp tâm quá dễ dàng mang về hai điểm. Không có hai điểm, nhưng nỗ lực của Caleb đã giúp cho Peterson có cơ hội thứ hai. Khoảng trống mở ra cho Tiến Dương. 3 điểm từ Tiến Dương. 79-73. Vinh Quang. Và câu trả lời của Evusolo. Hassan làm gì đây? Hassan ném lệch quá rồi. Nhưng trọng tài xác định đó là lỗi của Dominic Thâm. Đã rất lo ngại khi Đồng Thầm giơ cái tay của mình ra thì hôm đó. Trời ơi, người ra rồi nhưng tại sao còn đưa cái tay vào làm gì? Và đó là lỗi cá nhân thứ 5 của Đồng Thầm. Đồng Thầm sẽ được đi tắm sớm. Một đúng là đã có một cánh tay dư thừa của Đồng Thầm. Rất vô duyên, tôi đã rất lo lắng với pha ra tay này. Anh ấy né hẳn người ra rồi và đưa cái tay của mình ra một cách quá đáng vô duyên. Không xa nữa. Và đó là post up cũng như Michael Jenkins. Lần này Jenkins không lên rổ thiếu chính xác nữa. Vẫn là cơ hội cho Dolphin. Hoàng Phúc 3 điểm không. 3 điểm từ Hoàng Phúc và Nha Trang Dolphin tiếp tục bám đuổi. 2 điểm thôi. Lê Hải Sơn. Quá vượt. Quá vượt mà cho pha ra tay vừa rồi của Lê Hải Sơn. Jenkins làm gì? Ý đồ là rất đúng với những gì chúng ta đã kỳ vọng. Đã có cầu thủ của Nha Trang Dolphin tiến vào trong khu vực hình thang trước khi Jenkins thực hiện quả ném phạt. Vẫn còn cơ hội. Hoàng Phúc làm gì? Hoàng Phúc không kịp rồi. Và hết giờ mất rồi. Chiến thắng Trung Quốc 85-83 dành cho Hà Nội Buffaloes. Quá nghẹt thở, quá kịch tính. Và cuối cùng niềm vui ở lại với thủ đô. Đội chủ nhà đã giành chiến thắng trong một trận đấu mà họ đã chơi tuyệt vời.